Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, Thầy Tử Vi tiết lộ bí mật, con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, đúng năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024, hợp vía thần tài, trúng quả cực đậm, phát tài cực mạnh, đổi đời cực giàu. Kênh Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Tử Vi của 12 con giáp ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý khán giả trong tháng mới sẽ gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, đời người thực sự là một cuộc hành trình đầy bất ngờ và không thể dự đoán trước. Dù chúng ta có xuất phát từ đâu, hoàn cảnh đời sống ra sao, thì cuối cùng mọi người đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người lại có một số phận riêng và không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được mọi điều. Có những người phải cố gắng vất vả hơn, lao động cật lực để kiếm sống. Trong khi có những người lại may mắn hơn trong cuộc sống, một số người lại tập trung vào việc vận trợ người khác và không quan trọng về vật chất, nhưng lại được phúc lộc đến với họ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, tử vi đầu số nói cho dễ hiểu là một hình thức bói toán vận mệnh con người được thiết kế xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch, tích hợp với thuyết thiên văn và những thuyết âm khí và dương khí, ngũ hành can chi để lập ra lá số tử vi. Từ đó, con người có thể biết được những sự kiện, diễn biến xảy ra trong đời, cũng như xem quá khứ, luận tương lai. Thời điểm bước sang năm ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 tới đây, hoa cái và tử vi thiên tinh chiếu rọi, con giáp tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 sẽ gặp những biến động gì, là may hay hạn, thì xin mời quý khán giả cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video dưới đây. Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét tính cách của người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ hỏa, mệnh hỏa, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng sơn con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Đinh Dậu sinh năm 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can Đinh, người thiên can Đinh là âm hỏa. Tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, nhu cương. Khi nhìn bề ngoài mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, phóng hình, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành hỏa mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn, họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Đinh Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành hỏa lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó, thì hành hỏa cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu, cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không.
Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau. Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Những điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức. Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác, nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo vát, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bục trực. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận sự nghiệp mới được vẹn toàn, công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội, sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không không khá là bao, làm lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong thời gian sắp tới này mệnh chủ được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, 10 phân vẹn 10. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi.
Tiếp theo là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 5 âm lịch 2024. Vận trình của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung khá trầm lắng khi bước vào tháng 5 âm lịch, chủ yếu là do tinh thần của bản mệnh thiếu tập trung, thiếu hăng hái, thường hay suy nghĩ tiêu cực nên không dám thử thách bản thân. Dưới tác động của nguyệt lệnh Lâm Tử, sự nghiệp khó có thể đạt được những bước tiến lớn, thậm chí bạn còn phải tìm cách để thường xuyên khích lệ bản thân. Đừng vì khó khăn nhất thời mà nghĩ đến việc từ bỏ. Nếu có công việc nào vượt quá khả năng giải quyết, bạn cũng có thể xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, không nên một mình ôm hết mọi vấn đề. Phương diện tài lộc nhìn chung cũng chưa có bước phát triển đáng kể, con giáp này cần cố gắng hoàn thành cho những dự án còn dang dở, như vậy thì bạn mới đảm bảo được mức thu nhập ổn định. Còn nếu bỏ dở giữa chừng, bạn vừa tốn công sức, lại vừa uổng phí những khoản đầu tư đã bỏ ra từ trước đó. Theo tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nhận thấy, ngũ hành tương khắc cũng đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình tình duyên của bản mệnh. Bạn và người ấy ngày một lạnh nhạt với nhau, nếu các quan điểm bất đồng không được giải quyết nhanh chóng, khoảng cách đôi bên sẽ ngày một xa cách. Còn nếu quý trọng những gì mình đang có, bạn nên chủ động hạ cái tôi của mình xuống và thử tìm cách trò chuyện với nửa kia. Nếu người tuổi Đinh Dậu cứ mãi giữ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan thì những việc tưởng chừng đơn giản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì thế tháng này bạn cần cố gắng vượt qua những thất bại không mong muốn, luôn suy nghĩ tích cực để có thể hướng tới tương lai. Nguyệt lệnh Lâm Tử khiến cho nhiều công việc của bản mệnh đều gặp phải sự cố bất ngờ. Bạn hãy nghiêm túc và bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Bạn vốn là người có tài, chỉ cần bạn thực sự cố gắng thì không việc gì là không thể giải quyết. Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế suy diễn, làm phức tạp hóa vấn đề. Hãy học cách đánh giá sự việc trên nhiều góc độ khác nhau. Đừng quá cố chấp, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp. Bên cạnh đó, tử vi tháng 5 âm lịch cũng khuyên con giáp tuổi Đinh Dậu cũng có thể xin sự trợ giúp của mọi người xung quanh, bởi ai cũng sẵn sàng đưa ra cho bản mệnh những gợi ý hữu ích. Trên thực tế, tháng này bạn không bị kẻ tiểu nhân dòm ngó, vì vậy, hãy tin tưởng vào mọi người xung quanh nhiều hơn, như vậy thì bạn cũng sẽ tự giảm được áp lực cho bản thân. Bước sang tháng 5 âm lịch này, con đường tài lộc của bản mệnh cũng không thực sự hanh thông, người tuổi Đinh Dậu khó nhận được các khoản lời lãi. Vì thế hãy tập trung vào các công việc chính để có thể đảm bảo đồng ra đồng vào, không mắc thêm lỗi, khiến mình phải lấy tiền ra đền bù thiệt hại. Người làm kinh tế cần cởi mở hơn trong suy nghĩ, tư duy làm ăn của mình. Nếu bạn cứ mãi đi theo lối mòn, thì bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu so với đối thủ. Thị trường luôn biến động, vì thế bạn không nên đứng yên một chỗ. Có thể quá trình làm ra tiền sẽ khá vất vả, song đến khi gặt hái được trái ngọt, bạn sẽ cảm thấy những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Với người làm công ăn lương, hãy cố gắng hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được phân công. Như vậy thì khoản tiền lương đổ vào trong túi của bạn sẽ vẫn đảm bảo. Nếu có thể, hãy dành thời gian học thêm những kiến thức mới, như vậy sẽ hữu ích cho tương lai của bạn sau này. Thiên Đức Cát Tinh cho thấy, thực chất tuổi Đinh Dậu vẫn có cơ hội phát triển trong tháng năm này, đặc biệt là năm ngày đầu tháng. Chỉ cần bạn quyết tâm và cố gắng mà thôi, có thể sự chăm chỉ của bạn sẽ gây ấn tượng tốt với quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng để thử sức. Có thể thấy rằng, vận trình tình duyên của người tuổi Đinh Dậu cũng ít có điểm sáng, dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Bạn phải đối diện với nhiều vấn đề mà không nhanh chóng giải quyết thì sẽ để lại hậu quả đáng buồn. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày một xa cách, tất cả là do hai người đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao, đồng thời lại bỏ ngoài tai lời của người còn lại. Có thể những vấn đề hai người đang mâu thuẫn không có ai hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai, tất cả chỉ là do những khác biệt trong quan điểm mà thôi. Để nhanh chóng khắc phục vấn đề này, bạn và người ấy nên chủ động xuống nước để có thể trò chuyện cùng nhau. Tử vi tháng 5 âm lịch thấy rằng, người tuổi Đinh Dậu thường xuyên đa sầu, đa cảm, buồn phiền, mệt mỏi năm ngày này. Do đó, dù không mắc phải bệnh tật trầm trọng, nhưng bạn cũng dễ vướng vào những căn bệnh vặt vãnh, khiến bạn không có sức lực, không đủ sự tập trung để làm việc. Vì thế, bên cạnh việc sinh hoạt điều độ trong hoạt động thể dục, thể thao, bạn còn cần phải thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề của mình cho tích cực hơn. Chỉ cần bạn lạc quan với hoàn cảnh hiện tại của mình, thì mọi phương diện cuộc sống sẽ đều có dấu hiệu cải thiện. Tiếp theo chương trình là phần luận giải nội dung chi tiết cùng cẩm nang vượng vận trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Quý bản mệnh hãy cùng theo dõi để nắm bắt vận trình của mình sẽ ra sao. Tuần đầu 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Dậu nhận thấy rằng, người tuổi Dậu khó có thể đạt được bước phát triển đáng kể nào trên phương diện sự nghiệp trong tuần này. Thực ra đây là chuyện mà chính bạn cũng đã có thể lường trước được. Trong 5 ngày này, nguyệt lệnh Lâm Tử khiến Đinh Dậu có những suy nghĩ bi quan, chán nản,
không muốn tiếp tục cố gắng vì những mục tiêu cao xa. Bản mệnh an phận thủ thường và chỉ cổ vũ bản thân để hoàn thành cho đúng những công việc được giao. Không có tham vọng cạnh tranh với đồng nghiệp hay tranh giành cơ hội được cấp trên giao phó. Về các mối quan hệ xã giao không rộng rãi, nên bạn thường tự làm việc một mình, không nhận được sự giúp đỡ hoặc chỉ dẫn của người khác. Đôi khi những khó khăn xuất hiện bất chợt, có thể khiến bạn cảm thấy sờn lòng và lạc mất phương hướng. Tuy nhiên, nếu bạn biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong sự nghiệp, thì các tinh thiên đức vẫn sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới. Bạn sẽ có thêm được những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn, bạn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh. Bạn hoàn toàn có thể xin lời khuyên hay nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Xem tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Dậu, vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Dậu không có những biến động đáng chú ý. Bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền lời hoặc tiền lãi ổn định, song không nhiều, cơ hội phát tài gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, bạn vẫn đi theo những lối mòn quen thuộc, những công việc đã làm quen tay, nên khó thu hút được những đối tượng khách hàng mới, thậm chí vì chậm thay đổi, chậm thích nghi, mà bạn có thể để cơ hội rơi vào tay của người khác. Với người làm công ăn lương, bạn khó ghi điểm trong mắt cấp trên, may mắn không phạm phải lỗi lầm, nên tiền lương, tiền thưởng không bị ảnh hưởng. Bạn làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, hiếm có người giành được cơ hội phát tài lớn. Con giáp này cần tự cổ vũ để vực dậy bản thân khỏi trạng thái trầm lắng, chán nản này. Nếu bạn cứ đứng nguyên một chỗ, đồng nghiệp và đối thủ ở phía sau sẽ nhanh chóng vượt qua. Bạn cũng không muốn mình trở thành người tụt hậu đâu, đúng không nào? Các tinh thiên đức khuyên bạn nên năng nổ, nhiệt tình hơn trong công việc. Có thể mọi việc bạn nhìn thì khó khăn, song khi bắt tay vào làm bạn mới thấy mở mang thêm nhiều hướng mới. Nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, bạn càng năng nổ sẽ càng có kết quả tốt. Có thể thấy rằng con đường tình duyên của người tuổi Đinh Dậu cũng khá ảm đạm. Bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình, bạn cần nhìn nhận lại bản thân, từ đó có hướng sửa chữa hoặc thay đổi cho phù hợp. Người độc thân thường tự khép mình trong thế giới riêng, bởi bạn cho rằng việc yêu đương, dành thời gian quan tâm người này người khác là không cần thiết. Bạn muốn tập trung cho những công việc hoặc những sở thích của mình, chứ không muốn ở gần người khác. Một số người vẫn chưa bước qua quá khứ, nên tìm mọi cách để trốn tránh sự quan tâm của người khác. Bạn sợ hãi mình bị tổn thương, nên không muốn cho bản thân cũng như bất cứ ai cơ hội, song càng như vậy bạn lại càng thấy cô đơn hơn. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ đôi bên trở nên xa cách rõ ràng khi không ai muốn chia sẻ, tâm sự với ai. Bạn thường giấu những suy nghĩ buồn phiền của mình ở trong lòng, khiến bầu không khí gia đình trở nên trầm lắng và căng thẳng hơn. Con giáp này nên thử mở lòng hơn và nói cho người ấy biết những điều mà bạn đang nghĩ, đang cảm nhận. Như vậy thì đối phương mới hiểu thêm về bạn, để cùng bạn vượt qua khó khăn. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Dậu thấy rằng may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu vẫn khá ổn định. Dù mọi việc tiến triển đều đều, đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy ủ rũ hoặc nhàm chán. Con giáp này nên cổ vũ bản thân tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra người có tiếng nói chung với mình ở đó. Hơn nữa, khi vận động bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn khi cảm thấy có điều không mong muốn xảy ra. Bạn chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh cảm giác buồn bực, hãy thử tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khẩu quyết: dễ để lỡ cơ hội, tình hình tài chính không có nhiều dấu hiệu phát triển. Quý nhân: tuổi Mão, tuổi Tuất. Tiểu nhân: tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu hồng. Con số may mắn: 72, 48, 80. Tiếp theo chương trình là luận đoán tử vi chọn đời cho con giáp tuổi Đinh Dậu 1957. Mời quý khán giả cùng nán lại để tìm hiểu kỹ hơn về thiên mệnh của mình tạo hóa ra sao nhé. Luận giải tử vi chọn đời tuổi Đinh Dậu. Số này trung vận 43, hậu vận mới tạo an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi. Số này vận mệnh đổi đời xa quê, xa xứ, ở thời mới an bụng. Cuộc sống tuổi Đinh Dậu không được tốt cho lắm vào tiền vận cũng như trung vận, số chỉ có thể trở nên giàu sang, phú quý vào hậu vận mà thôi. Cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều thay đổi và lao đao không ít, từ lúc lớn tuổi trở đi mới hoàn thành được sự nghiệp. Còn tùy theo số mạng của từng người, nếu bạn làm việc thiện thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Về vấn đề tình duyên, tuổi Đinh Dậu chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào tháng 2, 3 và 9 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 4, 6, 7
8, 10 và 11 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn không có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 âm lịch. Về phần gia đạo, công danh, trung vận có nhiều xích mích, buồn lo, hậu vận mới được an nhàn và từ hậu vận mới yên hòa và êm ấm, công danh lên cao tạo được nhiều tên tuổi. Tuy nhiên luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội, sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều điều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Tuổi hợp cho làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn, đó là các tuổi Mậu Tuất, Nhâm Dần và Giáp Thìn. Ba tuổi này rất hợp với bạn, nếu hợp tác làm ăn thì có nhiều kết quả tốt. Những tuổi đại kỵ. Những tuổi này không nên kết duyên hay làm ăn vì có thể gặp phải cảnh tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là hợp tác hay kết duyên với các tuổi Canh Tí, Bính Ngọ, Nhâm Tí và Giáp Ngọ. Gặp tuổi đại kỵ trong công việc làm ăn thì không nên giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong tình duyên thì nên âm thầm kết hôn mà không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt gia tộc vì rất kỵ trước đám đông. Gặp tuổi kỵ trong con cái, gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho tất cả các tuổi trong suốt thời gian. Gặp năm hạn thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất tuổi Đinh Dậu. Có những năm khó khăn, đó là vào những năm 22 tuổi và 37 tuổi. Những năm này phải đề phòng tai nạn hay có thể bị hao tài. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất. Xuất hành vào ngày lẻ, tháng lẻ là hợp nhất cho tuổi Đinh Dậu trong bất cứ việc gì trong suốt cuộc đời. Quý mệnh chủ tuổi Đinh Dậu thân mến, lời khuyên mà tử vi muốn dành cho mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Luận ra tử vi trong tháng 5 âm lịch thì thấy rằng, đối với con giáp tuổi Đinh Dậu, sự độc đoán, nóng nảy dễ khiến cho con giáp này rơi vào cảnh hao tài, tốn của. Vì thế, con giáp này cần học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có kinh nghiệm. Mệnh chủ cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc kết giao vào thời điểm này, nhất là với những ai chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó. Nếu kết thân nhầm kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời lừa lọc, đầu tư không đúng chỗ, hao tiền, tốn kém, các nhiệm vụ đều tiến hành dở dang, khiến bạn không thể nhận các khoản lương, thưởng, lời lãi như mong muốn. Ngoài ra, mệnh chủ cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời, kẻo để bản thân vướng vào họa thị phi phải mất tiền thì mới có thể giải quyết êm xuôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải tốn một khoản kha khá cho việc sắm sửa, chăm chút ngoại hình cũng như chăm sóc sức khỏe. Vì thế, phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không để mình vào cảnh cháy túi. Vâng, thưa quý khán giả thân mến, trên đây là luận đoán tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Quý khán giả thân mến, video xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình hấp dẫn và bổ ích sau trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả để chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Thân ái chào tạm biệt.